Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay Lê Minh sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về cái đề tài cuộc chiến Ukraine Nga và nền và thị trường kinh tế toàn cầu. Thì các bạn thấy gần đây trên không gian mạng cũng như tin tức truyền thông của phương Tây, nó đang ráo riết dùng cái chiến thuật mà của cái truyền thông bẩn của tụi nó đó, để đặng mà nó kích động cái cộng đồng thế giới đứng lên chống lại cái cuộc tiến quân của Nga để giải phóng cái đất nước Ukraine. Anh chị các bạn thấy nào, là nó dùng chính sách gọi là bao vây kinh tế thế này thế nọ, đóng băng ngân hàng của Nga, rồi giới hạn cái quyền giao dịch của Nga, những cái công ty đồ mà làm ăn với Nga bị gián đoạn thế này thế nọ. Các bạn nên nhớ rằng đại đa số những cái tin tức đó đó, tôi bảo đảm với anh chị của bạn, nó là tin tức gọi là bịp, tin tức nó xảo trá, nó đen, nó lừa dư luận. Các bạn nên nhớ, gấu Nga Putin ông ta là một người không phải là vừa đâu. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Ông Putin là một người rất là thận trọng, rất là kỹ lưỡng. Các bạn thấy, các bạn đừng nghĩ rằng Nga đó không có bị lệ thuộc vào đồng tiền đô la, cái gọi là đồng tiền ngày xưa. Các bạn, tôi nói các bạn không ngạc nhiên thôi. Ông Putin đó, ông dự trữ vàng, ông dự trữ vàng khổng lồ, cái tiền, cái số vàng của ông đó, để đặng tránh cái sự lệ thuộc vào trong cái đồng tiền của thằng thằng Mỹ, để đặng để đặng mà không có bị cái sự chơi bẩn của thằng Mỹ và phương Tây dùng cái chính sách hở ra cấm vận, hở ra là cứ là cấm vận đồ này, cấm vận đồ nọ. Các bạn biết, từ hôm cái cuộc chiến Nga và Ukraine xảy ra đó, thị trường chứng khoán từ 37.000 điểm nó rớt xuống còn bữa nay mới 33.000 điểm. Thì các bạn, nó mất hàng mấy nghìn tỷ đô la. Mấy thằng tư bản Mỹ, phương Tây đồ, nó mất billion, là tiền hàng trăm tỷ, cho nó bạn biết nó phải giỡn đâu. Cái thị tới nỗi mà cái nước hôm qua đó, tôi xem tin tức và tôi theo dõi đó, là hôm qua đó hằng ông bộ bộ máy chính trị chính quyền của Biden, cái bộ máy mà thối nát, cái bộ máy mà của cái thằng Mỹ đó, toàn là cái thứ bất ổn không à, cái đám tội phạm không à, phải họp báo khẩn cấp để đặng mà cứu nguy cái nền kinh tế Mỹ. Để đặng mà tại sao các bạn biết, tại sao các bạn biết nó lạm phát tăng dùng dục thằng Mỹ, rồi cả bên châu Âu đó, tụi nó bên ngoài nó giả bộ, nó nói là cấm vận Nga là Nga sẽ chết. Nộ, các bạn biết ông Putin này ông giỏi lắm à, những cái mặt hàng xuất khẩu của ông Putin đó, về mặt chiến lược, những cái công nghệ cao của ông đó, phụ tùng đồ đó, mà thằng Mỹ không có để gáp đó, là thằng Mỹ nó cũng mệt đó. Các bạn biết đó, thị trường chứng khoán của ông Mỹ chao đảo từ hôm mà cái cuộc chiến tranh xảy ra. Còn ông Nga, ông đã dự trữ một khối vàng cực kỳ lớn, để gọi là không bị lệ thuộc vào cái thị trường của Nga, ở bên trên thị trường của thế giới và của Mỹ. Ông khôn lắm, tôi nói với các bạn. Cho nên các bạn, có một số người hỏi, một số người đưa những câu hỏi nói rằng, nếu mà cuộc chiến Nga Mỹ mà cuộc chiến mà của Ukraine mình đang nói, mà điện thoại nhiều quá làm mình bị phân 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 tâm, anh chị các bạn thông cảm. Cho nên các bạn thấy nó rất là khủng khiếp, nó ôm chuyện ơi, tự nhiên bị phân tâm. Thì các bạn thấy nó không phải như các bạn nghĩ đâu. Chuyện ơi, tôi theo dõi cái kinh tế của thằng Mỹ mà. Thằng Mỹ nó chao đảo lên chao đảo xuống, thằng châu Âu giờ bên ngoài nó thằng nào nấy mồm thì to cấm vận Nga này, mấy cái tụi mà cuồng Mỹ cuồng phương Tây rồi, các bạn thấy nó nhảy vô hô hào lên, tại nó đâu biết con mẹ gì đâu, chỉ ngồi đó mê thôi. Mấy thằng Mỹ, tụi Mỹ và phương Tây nó cho ăn cái bánh vẽ, các bạn thấy chẳng có ăn nhầm gì, ngay cả Trung Quốc chỉ ngồi đó im thinh thích, Trung Quốc ngồi đó không dám nhúc nhích gì hết. Tại sao? Đây là cũng là một cái cuộc chơi mà Trung Quốc đang nhìn thấy. Thường khi đó các bạn thấy những cái cuộc chiến thế giới mà nó có bất ổn chính trị an ninh rồi đó, là ông Trung Quốc ổng đi quậy,
Ông lợi dụng cơ hội đó, ông đi ăn hiếp mấy nước nhỏ. Đấy, cho nên kỳ này các bạn thấy không? Trung Quốc cũng ngồi im thinh thích, ngồi đó để coi coi phương Tây và đồng minh của Mỹ nó chơi cái trò gì để ổng rút kinh nghiệm đó. Mà hàng Trung Quốc nó đâu có cái gì xưa giống như là cái đồng tiền dự, cái vàng dự trữ giống như ông Putin đâu. Cái thị trường của Trung Quốc nó là một cái thị trường rất là ảo, toàn là nó gia công cho người ta không à, nó gia công đồ gia dụng, gia công đồ tùm lum hết trơn à. Các bạn thấy nó lệ thuộc tùm lum hết, cho nên nó đâu có, ông Trung Quốc ông ngồi ông im, ông đâu có dám đụng gì ra ai đâu, mà ông còn phải ngồi đó ông học, ông đang rút kinh nghiệm nữa. Nói về vũ khí đồ hạng nặng đồ Trung Quốc còn xa vời luôn. Trung Quốc chỉ có cái dân gọi là 1 tỷ, gần 1,4 tỷ dân dân để đặng mà gọi là tiêu thụ hàng hóa và gia công cho người ta thôi. Còn Nga người ta rất là chiến lược, người ta là một đất nước các bạn biết công nghệ vững vàng và những cái tiềm lực quân sự của người ta rất là lớn, nhiều thế giới nó còn phải học. Những cái các bạn thấy những ngay cả cái chiếc về về quân sự mà hạng nặng của Nga là toàn là thứ dữ không á. Hiện nay Nga có 6.500 đầu đạn hạt nhân, mà trong khi đó Mỹ chỉ có hơn 3.000 thôi. Anh Mỹ dám đụng không? Nó dập nỉ nát liền chứ không phải giỡn đâu. Còn Mỹ nó chỉ có cái là nó ăn nó làm gì, nó có đồng minh của nó kéo theo cả một bầy của nó thôi. Chứ mà nó cho nó mà đánh với Nga mà đánh tay đôi, tôi nói không bị. Ông Nga ông dập Mỹ chỉ có ngồi đó té đáy một quần thôi. 6.500 đầu đạn hạt nhân, trong khi đó ông Mỹ chỉ có hơn 3.000 thôi. Cho nên các bạn cẩn thận. Hiện nay có nhiều người nghĩ rằng cái cuộc chiến này kinh tế sẽ khủng hoảng đẩy nước Nga đi vào trong cái sự suy thoái. Người ta khôn khéo là ông Putin này, ông chuẩn bị cái cuộc chiến này từ lâu rồi. Tôi nói chị các bạn biết, ông đã chuẩn bị rất là lâu. Mà trong hiện nay cái chính quyền của thằng Mỹ, chính quyền hiện nay nó rất là yếu kém, một cái chính quyền toàn là dân tào lao không à. Nó lụi bại. Hôm qua nó họp báo về vấn đề mà lạm phát tăng khủng khiếp do vấn đề mà chiến tranh trên thế giới, những cái giá xăng dầu nhảy ùng ùng ục và những cái mà đồ mà Mỹ phải nhập khẩu về để đặng mà làm những cái về bên công nghiệp hạng nặng, các bạn biết nó bị trì trệ do cuộc chiến tranh và giá cả nó tăng lên tới nỗi mà về thực phẩm nhu yếu phẩm tăng lên dung dục. Hôm qua phải hoãn hồn họp báo để đặng mà tìm cách stimulate để đặng mà cứu nguy cái nền kinh tế Mỹ, chứ không phải giỡn đâu. Mà Mỹ bây giờ nó bảo hòa, nó chỉ tự vệ thôi. Ngày xưa anh chị các bạn thấy nó một mình một ngựa, nó đụng ai là nó quốc đó, nó qua đó nó dội bom người ta. Bây giờ nó bị hàng Trung Quốc lớn lên rồi, Nga bây giờ người ta cũng làm ăn, người ta cũng mạnh lên, người ta cũng dè chừng nữa, chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Cái đồng ông Nga ông có cái đồng tiền, ông có cái số vàng mà vượt trội cái đồng tiền đô la ngày xưa đó, gọi là đồng tiền dự trữ đó, thì ông đâu có sợ gì. Mấy ngàn tấn vàng của ông để đó bây giờ là chỉ lấy ra xài thôi. Bởi vì các bạn thấy hiện nay giá vàng tăng không? Đấy, chiến tranh lúc nào cũng vậy, khi chính trị bất ổn giá vàng tăng. Ông ngồi đó ông cứ tàn tàn thôi. Hằng Mỹ thì kinh tế ngã nghiêng, bên châu Âu cũng vậy. Chàng ơi, dân châu Âu cũng phải bị hứng chịu những cái đòn kinh tế. Còn mấy thằng tư bản, mấy thằng mà tài phiệt, thằng nào nó ngáp lên ngáp xuống. Các bạn nghĩ đi. Te tua tơi bà ba lá hết. Chứng khoán của tụi nó rớt y đuổi hết. Rớt mà thấy thương luôn, rớt mà tôi ngồi thôi. Thấy mà thương luôn. Thành ra các bạn cứ yên tâm và bình tĩnh. Cái cuộc chiến Nga và Ukraine hiện nay nó là một cái chiến thực mà Nga cần phải làm để bảo vệ cái quyền lợi của nước Nga thôi, để dằn mặt Mỹ và phương Tây. Đâu phải là ý có đồng minh mà ăn hiếp một người vậy. Các bạn thấy ăn hiếp đến nỗi mà vấn đề mà thể thao cũng đem ra để đặng mà tẩy chay nước Nga, các bạn thấy nó tồi tệ. Bởi chơi với thằng tư bản mình khéo léo, nó là con dao hai lưỡi, nó chơi hèn hạ cái là nó chơi không lợi người ta, là mà nó dùng cái nó bày đàn,
nó bày đèn, nó số đông của nó kéo nhau, nó hùa nhau để đặng nó ăn hiếp một người. Nó dùng những cái tin tức giả mạo nó đưa ra, nó làm cho người ta hoang mang. Mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, các bạn biết chống cộng cực đoan ô hợp là thành phần cuồng Mỹ nhảy vô, ô Nga sắp sửa chết rồi, Nga bị Mỹ bao vây, phương Tây bao vây. Nga chết đâu không thấy, mà tôi thấy thằng Mỹ với thằng phương Tây nó ngồi nó giả bên ngoài á, mấy thằng tài phiệt nó bên ngoài á, các bạn biết nó đâu có gì đâu, mất nó có 1 tỷ, nó mất nửa tỷ thì nó cũng còn nửa tỷ nó ngồi nó ăn. Còn cái dân là gì? Cái dân cuồng Mỹ, mà cái dân lao động phổ thông, mà cái dân ngồi đó đội Mỹ trên đầu, phương Tây trên đầu, cái dân đó mới khổ đó. Xong rồi mày mới thấy khổ, lạm phát gia tăng, rồi cuộc sống công ăn việc làm đời sống nó khó khăn trăm bề, khủng khiếp lắm chứ không có giỡn đâu. Những người mà làm ăn mà giao dịch trên những cái thị trường lớn với tụi Mỹ, các bạn nhìn các bạn thấy nó khủng khiếp, không phải như các bạn tưởng tượng đâu. Nhiều khi các bạn ngồi ở Việt Nam lên mạng rồi ba cái truyền thông bẩn phí new, rồi ba cái truyền thông không có chưa có kiểm chứng gì, ngay cả những cái báo chí trong nước cũng vậy, chụp lấy rồi đưa lên tùm lum tà la hết. Tôi thấy dở. Các bạn thấy Trung Quốc người ta có làm gì không? Thật rất là khôn khéo. Các bạn thấy dân Trung Quốc nó có, các bạn vào trong cái mạng xã hội của Trung Quốc ơi, hay là những báo chí của Trung Quốc ơi, người ta rất là khéo léo, người ta đưa tin cũng vậy nữa. Những người lãnh đạo người ta cũng vậy, vô cùng khôn khéo và khéo léo, ngồi lên ta làm thinh à, không để cho dân họ nói tầm bậy tầm bạ, không để truyền thông báo chí đưa tin tầm bậy tầm bạ. Còn Việt Nam thì ba cái truyền thông báo chí đưa tin mà thấy thấy mà muốn chửi thề luôn. Tôi nói thật, nóng cả máu lên. Nhiều khi mình đấu tranh rất là mình không mệt mỏi, mình không biết mệt mỏi, mà thấy mấy cái tụi truyền thông ở trong nước nó đưa tin một cách vô ý thức, vô cùng vô ý thức. Buồn hơn nữa là những người mà lên trên Facebook tham gia cộng đồng mạng đồ, trong những cái nhóm của những cái lực lượng bảo vệ an ninh cho quốc gia đưa những cái thông tin rất là tào lao, thành ra cẩn thận cũng chịu các bạn. Thôi thì mình chia sẻ tới đây xin ngừng, chào anh chị các bạn trong diễn đàn, bye 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 bye, hẹn like sau nha.